Ta cùng làm thí nghiệm nghiên cứu áp suất thủy tinh của chất lỏng. Chúng ta hãy xét một bình ở đây. Chúng ta có thể cho chất lỏng vào trong bình bằng cách mở van, giả đầy nước vào bình. Sau đó để đo áp suất của chất lỏng, chúng ta có thể sử dụng một áp kế. Khi đặt áp kế ở phía bên ngoài, chúng ta sẽ thấy áp kế đang chỉ áp suất của khí quyển. Khi cho vào trong lòng chất lỏng, chúng ta hãy quan sát giá trị áp suất của chất lỏng đã tăng lên. Cho áp kế xuống sâu hơn, chúng ta thấy áp suất cũng đã tăng lên. Như vậy, áp suất của chất lỏng phụ thuộc vào độ sâu. Càng xuống sâu, áp suất của chất lỏng càng tăng lên. Bây giờ chúng ta sẽ tháo bớt mực nước đi và chúng ta cùng quan sát xem áp suất của chất lỏng sẽ như thế nào. Bằng cách chúng ta mở van xả nước, chúng ta thấy khi chất lỏng hạ dần xuống thì áp suất cũng sẽ giảm dần. Khi áp kế ở phía ngoài không khí thì lúc này nó lại chỉ áp suất ở bên ngoài khí quyển. Qua thí nghiệm này, chúng ta có kết luận rằng áp suất phụ thuộc vào độ sâu, áp suất thủy tinh phụ thuộc vào độ sâu ở trong lòng chất lỏng. Chúng ta có thể khảo sát xem ở cùng một độ sâu và với những bình khác nhau thì áp suất có như nhau hay không. Chúng ta sang dạng bình số 2 ở đây. Hai bình này có tiết diện ở phía trên khác nhau. Chúng ta hãy sử dụng một áp kế số 1 để ở đây. Chúng ta thấy áp suất đo là 1,12 atmosphere. Tiếp tục chúng ta sử dụng một áp kế số 2 để ở cùng một độ cao ngang bằng nhau trong lòng chất lỏng. So sánh hai áp kế, chúng ta thấy rằng áp suất của chúng đều ở cùng một giá trị. Phía bên phải này, chúng ta cho xuống sâu xuống, chúng ta thấy áp suất cũng đang tăng lên. Ở đây cho lên cao, áp suất giảm đi. Như vậy áp suất của nó chỉ phụ thuộc vào cái độ sâu ở trong lòng chất lỏng, không phụ thuộc vào cái hình dạng bình chứa ở đây. Tương tự, chúng ta có hình dạng số 3 như này. Trong trường hợp này, chúng ta hãy quan sát áp suất ở trong lòng chất lỏng. Đây, chúng ta đang có hai vị trí này. Nếu để ở cùng một độ cao, đây chúng ta cho một cái thước vào đây. Đây chúng ta để dạng lưới cho dễ nhìn. Ở bên này chúng ta có áp suất như này. Đây, nếu chúng ta để được đúng cái vị trí nó như nhau thì áp suất của nó sẽ giống nhau. Đây mình để nó vẫn hơi lệch một chút. Đây, như vậy là hai bên này áp suất đều chỉ giá trị 118,7 kPa. Chúng ta để một quả nặng lên phía bên ống bên này. Chúng ta thấy ở đây khi để quả nặng lên thì quả nặng sẽ có trọng lực, nó sẽ ấn sao cho khối chất lỏng nó di chuyển đi xuống. Khi khối chất lỏng di chuyển đi xuống thế ở phía bên này mực nước sẽ dâng lên, thì áp suất ở đây nó sẽ ở trạng thái cân bằng, thì lúc này lượng nước sẽ không di chuyển nữa. Chúng ta quan sát ở phía bên trái áp suất vẫn là giá trị đã tăng lên 119,5, và bên này ở cùng độ cao cũng là 119,5 kPa. Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng tại mỗi điểm của chất lỏng ở cùng độ sâu thì áp suất như nhau.